muốn mở một cái tiệm để mà làm chủ luôn, không cần phải đi rồi đen đúa xấu xí nữa. Tiền ở đâu mà xây cái đó? Tiền ở đâu mà mua đồ về chất đống là để làm bà chủ? Trời đất ơi, ước mơ cái gì mà dữ dằn vậy? Ước mơ đó trên này đúng không? Cầm xuống, bỏ xuống đây lấy xi măng trảm đi. Khổ ghê vậy. Tôi sẽ trợ vốn cho ông đợi. Có bao nhiêu đây mà anh kêu tôi mở tiệm giống như bà Hà Thân Thiện hả? Trời ơi, anh mạnh miệng, anh hứa hẹn đủ thứ, anh giải quyết bầu tâm sự cho tôi rồi anh cấp vốn cho tôi nữa. Bây giờ có nhiêu đây mình mua trước cái cây dũa trước đi không mẹ? Anh đi mua cây dũa, anh dũa mở lại bớt có hẹn đi. Ta nói rồi, nhà tao á không thiếu cái gì hết, tao chỉ thiếu tình cảm của Luyến thôi. Tiền đâu nhiều dữ vậy? Trời, tiền tao lấy của anh hai tao đó. Ủa sao mày thổi kèn mà mày nói chuyện được vậy? Tao có nói rồi nè. Vậy ai nói? Tao nói nè. Anh hai quá đáng lắm luôn, nghĩ sao mà lấy tiền tao? Trời ơi, mày đã dập tắt một cái tình yêu mà mới nhóm nhén của tao rồi. Tại sao mày đối xử với tao như vậy hả? Ôi, tình yêu là phụ, anh em mình mới là nhất chứ anh hai. Đón xem tập 19 sitcom Ngũ Long Đại Náo vào lúc 13:15 ngày 12 tháng 5 năm 2019 trên kênh HTV7.